kính chào quý vị và các bạn. Sau một thời gian dài nắng ấm thì đến ngày hôm nay thời tiết ở miền Bắc đã có những chuyển biến rõ rệt với những cơn mưa rào và dông vào sáng sớm nay. Mặc dù nhiệt độ lúc này chưa giảm sâu, khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội vẫn phổ biến trong khoảng từ 20 đến 22 độ. Nhưng quý vị không nên chủ quan mà hãy mang theo áo ấm và vật dụng che mưa trước khi ra khỏi nhà. Nguyên nhân là do gió mùa đang tràn về và bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Dự báo hôm nay, khối khí lạnh sẽ bao phủ toàn Bắc Bộ, đi cùng là hình thế gây mưa ở trên cao, nên mưa xuất hiện diện rộng. Mưa sẽ kéo dài trong hôm nay, từ ngày mai thì mưa sẽ giảm nhanh. Trong đó, mưa có lượng lớn tập trung ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái. Trong cơn dông, mọi người cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, tố lốc, mưa đá thường xảy ra trong những tháng giao mùa. Ngoài ra, do mưa lớn trên địa hình đồi núi nên nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cũng ở mức cao. Do khối khí lạnh có cường độ mạnh nên nhiệt độ ở miền Bắc cũng giảm nhanh. Sáng sớm là lúc mà nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay, phổ biến từ 19 cho đến 22 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Càng về chiều tối và đêm thì nhiệt độ càng giảm thấp, chỉ trong khoảng từ 14 cho đến 17 độ, trời chuyển rét. Dự báo đợt rét sẽ kéo dài đến ngày 8 tháng 4, sau chỉ còn rét về đêm và sáng. Với các tỉnh miền Trung, khi đới gió Đông Bắc di chuyển xuống kết hợp với địa hình sẽ bắt đầu gây mưa rào và dông cho các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong sáng nay. Sau đó, vùng mưa sẽ mở rộng dần xuống các tỉnh phía Trung Trung Bộ. Có điểm còn có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to và dông. Người dân nơi đây cũng cần đề phòng với hiện tượng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trong cơn dông. Cùng với đó thì nền nhiệt độ tiếp tục giảm, trời chuyển lạnh ở phía Bắc, khi nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở các tỉnh phía Bắc Trung Bộ sẽ trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ, còn các tỉnh Trung Trung Bộ sẽ là từ 25 cho đến 28 độ. Riêng với các tỉnh phía Nam Trung Bộ, thời tiết ổn định, mưa chỉ xảy ra ở vài nơi, ban ngày nắng nhiều, mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Nhìn chung thời tiết ủng hộ cho ngày làm việc cuối tuần tại nơi đây. Trái ngược với thời tiết mưa lạnh sẽ xảy ra ở các tỉnh phía Bắc, thì thời tiết tại các tỉnh phía Nam lại khá khô và nóng, ban ngày nắng nhiều liên tục nhiều giờ. Cùng với nền nhiệt trong ngày tăng cao, mức nhiệt cao nhất ở tại Tây Nguyên sẽ là từ 30 cho đến 32 độ, còn ở Nam Bộ sẽ là từ 32 đến 35 độ. Đến tối và đêm nay, phần phía Bắc của Tây Nguyên, các tỉnh Kon Tum, Gia Lai chịu ảnh hưởng kích động phía trước của khối không khí lạnh nên sẽ có mưa rào và dông. Trong cơn dông cũng cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra. Chuyển sang những thông tin về thời tiết biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, sau lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Còn khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ hôm nay có gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Tàu thuyền tuyệt đối không ra khơi để bảo đảm an toàn. Khu vực giữa đến Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cũng tăng dần lên mức cấp 4, cấp 5, tàu thuyền có công suất nhỏ cần chú ý. Như vậy là tại Bắc Bộ chuyển mưa rét do gió mùa tràn về, mọi người cần đề phòng với tố lốc trong cơn dông. Trung Bộ cũng có mưa ở Bắc và Trung Trung Bộ. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến là ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác ở phía Bắc Tây Nguyên. Bản tin thời tiết sáng ngày 6 tháng 4 của chúng tôi cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.